các bạn, mình xin chào tất cả các bạn nhé Và chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay trở lại với kênh phát đẹp của mình nha Ngày hôm nay lại là một ngày mới Và chúng ta lại có một clip hoàn toàn mới Mình cảm thấy rất là vui khi được lại các bạn ở clip này Và mình xin chúc tất cả các bạn sau khi xem xong clip này của mình sẽ có ngày thật là vui vẻ và tốt lành nha Đến với cái chủ đề chính ngày hôm nay của chúng ta Thì chắc hẳn qua cái tiêu đề các bạn cũng đã hiểu được một phần nào đó của chủ đề rồi phải không các bạn không biết các bạn còn nhớ hay không là lúc trước mình có làm một cái clip về một con bé mới. Lúc đó thì cái con bé đó nó xuất hiện được khoảng vài ngày ở bên bản của Việt Nam thì mình cũng đã mượn một ạc của một bạn và làm luôn. Ở trong clip đó thì mình đã giới thiệu chi tiết về cái chỉ số của nó với cái hình thái của nó khi còn nhỏ lúc mà cộng một với các bạn. Theo đó là cái hình thái khi mà lên cam cùng với đó là hiệu ứng của nó khi mà mang vào trận đấu. Nhưng cũng vì vậy mà mình đã thiếu đi một cái hình thái rất là quan trọng đó là hình thái lúc mà nó còn ở dạng tím cộng 4 tới cộng 6 đấy các bạn chính vì thế mà mình đã nhận được rất là nhiều ý kiến của những bạn yêu cầu mình hãy làm tiếp về cái hình thái cộng 4 tới cộng 6 này tức là ở dạng tím đấy các bạn nên ngày hôm nay nhân cái cơ hội mà mình đã mượn được ạc của một bạn một triệu lực chiến ở bên bản Win bao của châu âu cũng có cái hình thái này mình sẽ làm tiếp về nó nhé các bạn làm cho xong luôn không chỉ có thế mà ở trong cái clip lần này, mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một số con pet mà sắp tới sẽ có mặt ở bên bản Win 3 của Việt Nam. Các bạn chú ý giúp mình là những con bé sắp tới đây mình giới thiệu nó sẽ không có nằm trong thư viện ở bên bản Gunpa của Việt Nam nhé các bạn Nhưng ở bên bản Châu thì nó đã xuất hiện rồi Vì thế cái thông tin của những con bé mới này ở bên bản 3 của Việt Nam bây giờ các bạn có tìm thì cũng chỉ là con số 0 thôi nha các bạn Các bạn phải ra bản Gunpa của nước ngoài thì mới tìm được thông tin về nó nhé. Nhưng không sao, ở trong clip này mình sẽ giới thiệu sơ lược về nó cho các bạn biết nhé. Khỏi mất công đi tìm làm chi cho xa các bạn. Còn cụ thể là như thế nào, chúng ta cùng nhau xem tiếp clip sẽ hiểu rõ ngay thôi nhé các bạn. Và trước khi vào chủ đề chính ngày hôm nay của chúng ta, nếu bạn thấy clip này hay và ý nghĩa thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn cái nút like cộng nút chia sẻ cho bạn bè để bạn bè cùng biết tới nhé. Còn nếu tốt hơn có thể nhấn thêm cái nút đăng ký kênh, còn bật thêm cái chuông nằm kế bên giúp mình nhé để nhận được thông báo nhất khi có video mới. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Còn bây giờ thì 1 2 3 và đi thôi. Ủa mà khoan, đi đâu nhỉ? Dĩ nhiên là đi xem best rồi phải không các bạn? Đây các bạn hiện tại là mình đang ở sảnh Và bây giờ mình sẽ vào kho bếp nha các bạn Và đây là kho bếp của cái nick này nha các bạn Còn cái con bếp bụng bự này Nó chính là cái con bếp chủ đề chính ngày hôm nay của chúng ta nha các bạn Một lát nữa mình sẽ cho các bạn xem qua cái hiệu ứng kỹ năng của nó sẽ như thế nào nhé Và đánh giá sơ lược về nó luôn Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua hai cái con bếp hoàn toàn mới ngày hôm nay của chúng ta nha các bạn cái con thứ nhất là cái con bé màu xanh xanh giống con thỏ này nè các bạn. Nó có tên gì mà tiếng Anh không à mình đọc không có được. Cho nên mình chỉ dịch la đại là mao mao nha các bạn. Còn con bé thứ hai là cái con bé mà như cái chài đâm tiêu này nè các bạn. Thì nó mang hình dạng của một con cá. À, cá gì thì mình cũng chẳng biết. Cái tên của nó thì à, cũng chỉ là tiếng Anh thôi, dài lằng ngoằng leo ngoèo thì cứ tạm gọi nó là The Dragon Baby đó, gì đó đi nha các bạn. Và đây chỉ là cái hình thái mà khi nó còn nhỏ xíu siêu mà thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái hình thái khi mà nó đã trưởng thành và khi nó lên cam sẽ như thế nào nhé các bạn. Đầu tiên là cái con cá lai tạp hồi nãy nhé các bạn. Thì đó chính là cái hình dạng của nó khi mà trưởng thành. Nhìn thì như con trình mà lai con cá ngựa gì đó các bạn. Nhưng mà tóm lại là đẹp nhé. Còn đây là hình thái khi mà nó đã lên cam nhé các bạn. Thì nó mang hình thái của một cái con rồng. Thì nhìn con rồng này mình chỉ có một nhận xét duy nhất mà thôi. Nhìn nó như là con rồng này nó bị uh, BD rồi các bạn Chắc là thằng cha nào vẽ cái con rồng này chắc cũng bê cho nên cuối cùng là vẽ nó cũng bê theo luôn Nhưng mà không sao, điều đó không quan trọng, B cỡ nào cũng không qua được mình đâu các bạn Nhìn nó mà, mình muốn lòi luôn cái cục bóng ra ngoài đấy các bạn Mình nói đùa cho vui vị thôi, chứ thật ra là nhìn nó rất là đẹp và rất là ngầu nha các bạn Mình nghĩ là khi nó về Việt Nam, uh, nó sẽ rất là hot và sẽ được rất là nhiều người ưa chuộng đó là phần nhận xét của mình về cái con bét này Còn bây giờ chúng ta sẽ tới con bét màu xanh lúc nãy nha các bạn Đây là hình dạng của nó khi mà ở dạng trưởng thành Lúc mà nó còn tím nha các bạn Nó mang hình dạng của cái con dơi Với lại mang một cái bồm trên đầu như là cái bồm của cái con Pikachu màu vàng này nè các bạn Bồm này giống bồm của con ngựa hơn Với lại là cái mỏ của nó như là mỏ con cú gì đó các bạn Chà, miêu tả tới đây rồi thấy nó sao mà hỗn tạp quá các bạn Like gì mà like nhiều dữ Cuối cùng cái nhận xét của mình chỉ có một câu là Cha thằng bé là ai thôi các bạn Nhưng tóm lại nói gì thì nói Thì cái ngoại hình này rất là dễ thương nha các bạn Cực kỳ là dễ thương luôn Mình đánh giá cao về cái ngoại hình này nhé Còn đây là hình thái mà khi nó đã lên cam nha các bạn Thì lúc mà nó tiến quá lên cam Thì nó đã mất đi một số thứ Đầu tiên là mất đi cái đuôi Cộng với đó là à, mập ra kiểu như là ăn nhiều quá này béo phì đấy các bạn Cùng với đó là mặt ác hơn xưa rất là nhiều các bạn bình thường thấy là ác rồi mà bây giờ còn ác hơn nữa kiểu này mà đi về nhà chồng thì đừng nói sao là chồng bỏ chồng chê nha và đặc biệt nó mọc thêm hai cái bàn tay phía sau nữa các bạn thì hai cái bàn tay này mình nhìn mình tưởng đâu là hai cái sừng không đấy cái kiểu này là ăn ngỡ chắc tốt lắm nè mới bị cắm sừng nè các bạn đúng là tội cho thanh niên ấy và tóm lại nhận xét của mình về bé này chỉ có một câu thôi các bạn đó chính là rất là đẹp và rất là dễ thương Cùng với đó là chắc chắn em ấy sẽ rất là mắc tiền. Ông nào lại nói tôi nói không đúng đi. Và thôi các bạn, đây là phần giới thiệu về bé mới của mình và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay về cái con bé lúc nãy nhé các bạn. Đó chính là cái con bé giống con panda này này các bạn. Đầu tiên là về ngoại hình, mình chú ý nhất đó chính là cái bụng. Cái bụng này là uống bia nhiều quá mới bự như vậy nè các bạn. Thứ hai là về cái bộ đồ mặc trên người Bộ đồ này là bộ đồ của võ sĩ Nhìn rất là điển trai và rất là ngầu Nhìn có kiểu như là tốt lên cái vẻ à, võ sĩ rất là chuyên nghiệp Và đặc biệt cái cặp mắt Cặp mắt này theo mình thấy là cặp mắt của sự đập đá Đập tới mức mà nhà bán hết còn có mỗi cái nón mà cũng không lành lặn nữa các bạn Rách gì đâu mà rách te tua rách tả tơi luôn nhưng mai mà bộ đồ vẫn chưa rách Chứ mà nó rách rồi chắc chấm 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 là xong luôn đấy các bạn và đặc biệt cái màu da, theo mình thấy cái khúc trên mà trắng chạch mà khúc dưới mà đen thù lù như vậy thì chỉ có là đi tắm nắng mà đắp mặt nạ thôi các bạn. Cái mặt nạ này cũng phải dày 80 lớp mới đắp được cái mặt như này các bạn, chứ mới không mà làm gì nguyên cái mình thì đen thù một cái mặt thì trắng chạch, cái điều này là không thể nào mà chấp nhận được hết á. Và nó đùa chứ các bạn cho vui vậy thôi, chứ cái này là con gấu trúc thì dĩ nhiên cái màu nó phải như vậy rồi phải không các bạn? Thì mình chỉ nhận xét cho vui thôi chứ không ý gì đâu nha tóm lại nhận xét của mình một câu thôi là rất 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 là ngầu ra dáng một võ sĩ và cực kỳ là giống Banda luôn. Còn bây giờ chẳng thể nào mà xem qua ngoại hình mà không xem qua hiệu ứng có phải không các bạn? Cho nên chúng ta cùng nhau đi xem hiệu ứng của nó nha. Đây các bạn mình vừa ghép được một trận đấu và để xem ai đi trước nhé. À, bạn kia đi trước. Để bạn đó đi xong rồi tới lượt mình thì chúng ta mới xem được cái hiệu ứng của nó nhé các bạn Đây là mình đấu với máy cho nên bạn này bắn rất là kỳ cục nhé các bạn Mà thôi kệ mình không quan tâm Quan tâm nhất là bây giờ là tới lượt của mình Và mình sẽ làm gì đây À dùng cái liên Bắn với máy là phải thoải mái thể hiện siêu cao Và một đống ngôi sao luôn Rất là chuẩn Bạo kích hết luôn Và Rồi con bé nó vừa làm gì vậy các bạn Mình chưa kịp thấy gì luôn ấy nhanh một cách quá đáng nhanh hết phần thiên hạ luôn các bạn lần sau mình thử lại mới được lần sau mà 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 không thấy được nữa hen là mình là mình là mình mình cho thêm lần nữa không thể bắn siêu cao luôn bắn thường và đấm đấm mình thấy được rồi nó đấm đấm nhưng mà phải thử lại một lần nữa để xem cho rõ các bạn chứ cái kiểu này là mình chẳng thấy được cái gì cả bắn cái gì vậy ba bắn vậy ai chơi mà thôi kệ đây là lượt của mình và mình sẽ tiếp tục bắn bình thường thôi. Hình như là theo mình thấy khi mà nó bạo kích lên thì cái số này nó che mất tiêu cái hiệu ứng của nó rồi các bạn. Cái kiểu này là cho dù xem đi xem lại 100 lần cũng không thể nào mà thấy được cái hiệu ứng đâu các bạn. Và đi tua chậm lại là cái quyết định tốt nhất. Mình sẽ tua chậm lại cái khúc mà nó chưa có bạo kích nha các bạn. Mình thấy cái khúc đó chắc là dễ xem nhất. Đây các bạn mình đã tua chậm lại rồi Và đây là cái tốc độ mình để là 0.25 nha các bạn Các bạn nhìn nè Nó đấm cái phát thứ nhất các bạn nhìn xem nha Một đấm Thì cái phát thứ nhất là nó đấm ra một cái ngọn lửa Cái đấm thứ hai là nó đấm ra một cái mũi tên các bạn Một cái xẹt ngang luôn Khi mà nhìn lúc nãy mình cứ tưởng là Hai cái đấm này nó sẽ cùng một hiệu ứng Nhưng mà khi tua chậm lại rồi mình mới thấy là Hai cái hiệu ứng này nó khác nhau các bạn Cái kiểu như là nó làm sao cho đúng ta hình phải nói là à biết rồi cái đấm thứ nhất ta đấm mày không có đả tay cái đấm thứ hai là đấm cho dở mờ mày luôn kiểu như là như vậy đấy các bạn và tóm lại theo mình thấy thì cái hiệu ứng này ở bên Kim Ba họ đầu tư làm rất là cầu kỳ nhìn nó rất là đẹp và cực kỳ là hợp luôn hình như theo mình thấy thì đây là con bé duy nhất mà có thể sử dụng liên tiếp hai là kỹ năng đấy các bạn thường thì À, nó chỉ là đấm một phát là nó phun cái gì đó hay là nó làm cái gì đó một lần thôi nhưng mà cái này nó lại làm tới hai lần luôn các bạn mình đánh giá rất là cao về cái việc này chắc là à, đập nhiều quá đấy các bạn cho nên sản quốc hai lần vậy thôi chứ không có gì đâu tóm lại cái phần nhận xét của mình chỉ có thế thôi các bạn mình cũng đã nhận xét ở từng cái chỗ hết rồi cho nên ở cuối clip này mình sẽ không nhận xét lại nữa nếu bạn nào ý kiến gì hoặc là có cái thắc mắc gì hay là có một cái ý tưởng gì đó hay thì hãy comment phía dưới góp ý giúp mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất 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 là nhiều. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc clip tại đây luôn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần tới. Nếu các bạn thấy clip này hay thì nhớ cho mình một like cộng một đăng ký kênh nha. Còn nếu tốt hơn có thể nhấn thêm cái chuông nằm kế bên để nhận được thông báo nhất khi mình đăng video mới. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần tới. Bye bye các bạn nhé.